2. 1. Điều gì sẽ xảy ra khi Nga bị khiêu khích? Những sự kiện dưới đây đủ giải thích thế nào gọi là dân tộc máu chiến. Vào năm 2015, phần tử khủng bố Syria đã bắn chết 5 thành viên của lực lượng đặc biệt SSO Nga trên truyền hình trực tiếp, và điều này đã khiến chúng tự chuốc họa vào thân. Ngày 16 tháng 11 cùng năm, lực lượng đặc nhiệm SSO của Nga đột nhập vào một khu nghỉ dưỡng bỏ hoang ở Syria và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ bắt sống thủ lĩnh khủng bố Ali Hawani. Các thành viên trong nhóm điều khiển một máy bay không người lái do thám Orion mới để theo dõi mọi hành động của những kẻ khủng bố. Ngay sau đó, mục tiêu Ali Hawani với bộ râu ngang tầm rừng rậm Amazon đã xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Đội trưởng lập tức ra lệnh cho đội truy bắt gồm 4 thành viên lẻn vào khu nghỉ dưỡng để truy bắt mục tiêu. 7 người còn lại tiếp tục bám trụ trên sườn đồi và điểm tiếp ứng thứ hai để yểm trợ cho đồng đội. Lúc này đội truy bắt đã đột nhập vào khu nghỉ dưỡng thành công. Tuy nhiên, đúng lúc này, Ali Hawani bất ngờ ra lệnh hành quyết một nhóm con tin. Tiếng súng bất ngờ vang lên khiến đội truy bắt lập tức ngồi xổm xuống để đề phòng. Đồng thời, họng súng của 4 người chĩa ra 4 góc để chuẩn bị cho một tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Các thành viên trong nhóm nhìn thấy cảnh hành quyết, ngay lập tức hỏi đội trưởng liệu họ có thể can thiệp để ngăn chặn vụ xả súng hay không. Đội trưởng phát hiện tất cả các con tin đã chết thông qua hình ảnh do máy bay không người lái gửi đến, sau đó ra lệnh tiến hành chiến dịch bắt giữ theo kế hoạch ban đầu. Lúc này, đội SSO trú tại điểm đón tiếp thứ hai phát hiện có 9 vị khách không mời đang đi về hướng khu nghỉ dưỡng. Đoàn xe này là một nhóm lính đánh thuê Mỹ do chó săn dẫn đầu. Để thao tác bắt diễn ra suôn sẻ, đội trưởng quyết định chặn chó săn. Đội ở điểm tiếp ứng ngay lập tức di chuyển tên lửa chống tăng Cornet, sử dụng ống nhòm có thể quan sát ngày và đêm để nhắm vào chiếc xe đầu tiên. Chiếc xe bán tải bốc đầu bị bắn quay 360 độ trên không rồi tông vào xe phía sau gây tiếng nổ dữ dội. Trong lúc lính đánh thuê vội vàng xuống xe, lực lượng đặc biệt SSO đã trang bị sẵn súng trường bắn dữ dội vào đám lính đánh thuê, khiến chúng chưa kịp phản ứng. Đội trưởng đội lính đánh thuê phản ứng ngay lập tức, cầm khẩu M110A nhanh chóng bóp cò chống trả. Cuộc đọ súng dữ dội ở phía bên kia đã báo động những kẻ khủng bố trong khu nghỉ mát. Bọn chúng lăm lăm vũ khí chuẩn bị ra ngoài để chi viện lính đánh thuê Mỹ, nhưng vừa nhò đầu ra đã bị bắn bay màu. Lính bắn tỉa cầm súng bắn tỉa theo thói quen bắt vỏ đạn để đảm bảo rằng điểm bắn tỉa không để lại dấu vết. Ở phía bên kia, các thành viên của đội tại điểm phản ứng thứ hai vẫn đang chiến đấu quyết liệt với đám lính đánh thuê. Thấy lính đánh thuê lợi dụng xe ô tô làm bia đỡ, đội viên lập tức bắn một quả tên lửa tiêu diệt cả đám. Lúc này, hàng chục lính đánh thuê đã bị đánh bại và không còn sức để chống trả. Thấy tình thế hiện tại bất lợi với bên mình, chó săn vội vàng gọi hai đội trưởng đội lính đánh thuê lần lượt dẫn người từ hai bên tả hữu tràn ra ngoài. Cùng lúc đó, một tên lính đánh thuê nhảy lên xe bán tải và sử dụng khẩu súng máy. Và một người khác vác RBGR theo để chế áp hỏa lực của đội SSO và yểm hộ cho đồng đội xung phong. Ở phía bên kia, Ali Hawani nhanh chóng rút lui dưới sự hộ tống của các vệ sĩ. Đội truy bắt phục kích tại đây, lập tức tấn công và tiến hành bắt giữ mục tiêu. Lúc này, một số kẻ khủng bố bất ngờ xuất hiện trong camera hành lang. Sau khi một đội viên ngay lập tức ngồi xổm và bắn một tên, đội viên còn lại cầm súng tiểu liên ở tư thế đứng. Nạp đạn. Sau khi trói người xong, 4 người nhanh chóng rút lui đến điểm sơ tán. Những kẻ khủng bố bắt kịp, ngay lập tức bị tiêu diệt hàng loạt bởi tay súng bắn tỉa. Khi chuẩn bị vào khu vực trống, tổ truy bắt đã đấm con tin bất tỉnh và ngay lập tức trói hắn ta lại, để nhanh chóng tiến đến khu vực tiếp theo. Biệt đội SSO Nga xuất kích dữ dội, lính đánh thuê Mỹ đang lao lên chặn đánh. Ở phía bên kia, đội truy bắt SSO vừa chiến đấu vừa rút lui, nhanh chóng sơ tán khỏi hang ổ của bọn khủng bố. Ngay sau đó, đội SSO phụ trách dự phòng lập tức xác định vị trí của lính đánh thuê đang tấn công. Hai thành viên trong đội liền ném hai sợi dây cáp xuống núi, móc lên người đồng đội cõng Ali Hawani. Sau đó hai người hợp lực kéo đồng đội cõng Ali Hawani lên núi. Chiến thuật sơ tán này nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Ngay sau khi đội đặc nhiệm rút lui thành công bằng một chiếc xe bán tải theo kế hoạch, đội trưởng đã ngay lập tức liên lạc với căn cứ không quân Nga gần nhất để ném bom khu nghỉ dưỡng của bọn khủng bố. Tiêm kích ném bom Su-24 là máy bay đầu tiên của Liên Xô được trang bị hệ thống điện tử định vị địa hình tấn công kỹ thuật số. Thiết kế phía sau có thể thay đổi của Su-24 cho phép nó xuyên thủng hệ thống phòng thủ tầm thấp ở tốc độ Mach 1 hoặc xuyên thủng tầm cao ở tốc độ Mach 1,3 ở hai chế độ. Tốc độ Mach 1 tương đương 1.325 km/h. Đây mới chính là tốc độ bàn thờ. Ngay sau đó, các nhân viên tình báo Nga đã hack được điện thoại của thủ lĩnh khủng bố Ali Hawani. Bọn chúng muốn gửi hệ thống tên lửa đa năng Sataria vũ khí hóa học đến Turkey. Hai máy bay tiêm kích Su-24 của Nga ngay lập tức cất cánh từ căn cứ và tiến thẳng đến mục tiêu để tiêu diệt. Tuy nhiên, họ không biết rằng tất cả những điều này là một âm mưu được lên kế hoạch cẩn thận bởi những kẻ khủng bố.
Sau khi nhận được thông tin từ người bán dưa rằng Su-24 đã cất cánh, thủ lĩnh lính đánh thuê chó săn ngay lập hạ lệnh lái xe phóng tên lửa đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ cách đó 4 km. Lúc này, đội đặc nhiệm SSO đã gửi tọa độ của phương tiện phóng tên lửa tới các máy bay chiến đấu và nhấn mạnh với các phi công không được vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khi thực hiện nhiệm vụ ném bom để tránh rắc rối. Đại úy Sersnikov ra lệnh cho một chiếc Su-24 khác túc trực đợi lệnh. Sau khi phát hiện và khóa mục tiêu, hai quả tên lửa không đối đất KH-25mm dẫn đường bằng laser được khai hỏa trực tiếp. Xe phóng tên lửa bị bắn trúng lập tức bốc cháy. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếc Su-24 ngay lập tức quay đầu rút lui. Đúng lúc này, chiếc tiêm kích F-16 phục kích từ trước bất ngờ xuất hiện phía sau. Lập tức bắn một quả tên lửa không đối không thẳng vào chiếc tiêm kích bom Su-24. Su-24 ngay lập tức thực hiện một cú lượn ngang và thả một số lượng lớn bom gây nhiễu để tránh nó. Tuy nhiên, sau một làn sóng bất ổn, một quả tên lửa thứ hai lại tấn công. Lần này, chiếc Su-24 không thoát được, bị trúng tên lửa trực diện vào đuôi, phát nổ và bốc cháy. Hai phi công đành phải nhảy dù thoát mạng. Nhưng những kẻ khủng bố và lính đánh thuê trên mặt đất đã điên cuồng bắn vào hai phi công nhảy dù. Thật không may, Sersnikov đã bị trúng đạn trong lúc hạ cánh, anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Đám kẻ khủng bố vây quanh thi thể của anh ta, điên cuồng nhảy múa chúc mừng thắng lợi. Mà không hề hay biết, đàn gà đã được làm lông sẵn, đang nằm trên bàn thờ đợi họ. Phi công còn lại thành công hạ cánh an toàn dưới mặt đất. Thấy kẻ khủng bố và lính đánh thuê chạy đến vây bắt, anh ta tức tốc bỏ chạy chờ cứu viện đến. Ở bên này, Bộ Quốc phòng Nga nhanh chóng biết tin máy bay chiến Su-24 đã bị bắn rơi và phi công bị hy sinh. Trong buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga biết đây là một âm mưu đã được lên kế hoạch trước. Chỉ phát biểu một câu ngắn gọn: "Chúng tôi sẽ huy động toàn lực tìm kiếm phi công. Nếu ai muốn bị tác động vật lý thì chúng tôi chiều hết." Ngay sau đó, lực lượng phản ứng nhanh của Nga lập tức nhanh chóng chia quân lên hai trực thăng MiBa đến hiện trường vụ tai nạn để giải cứu. Lúc này phi công đã liên lạc được với lực lượng phản ứng nhanh qua bộ đàm. Nhưng không ngờ bộ đàm của phi công đã hy sinh lại rơi vào tay kẻ khủng bố. Do đó vị trí của phi công sống sót đã bị bại lộ. Tổng thống Nga Vladimir Putin tức giận lập tức ra lệnh cho bộ trưởng. Sau khi đảm bảo sự an toàn cho phi công, không cần cân nhắc vấn đề chính trị, thẳng tay tiêu diệt kẻ khủng bố. Sau đó Nga bắt đầu tiến hành kế hoạch ứng cứu. Đầu tiên, căn cứ không quân điều hai tiêm kích Su-27SK và hai trực thăng K-52 để chuẩn bị không kích. Khinh hạm đô đốc Essen số hiệu 11.356 lao đến khu vực biển mục tiêu và phóng trực thăng chống ngầm K-24 gây nhiễu sonar nhằm ngăn chặn tàu ngầm nước ngoài tìm cách can thiệp. Lực lượng mặt đất đã khẩn trương cử lực lượng phản ứng nhanh và đặc nhiệm SSO đến điểm truy đuổi tiêm kích Su-24 để giải cứu phi công. Phần tử khủng bố ở nơi này vẫn chưa biết đã gây ra chuyện lớn, còn vênh váo nói rằng bắt được phi công sẽ lập tức tiêu diệt. Chó săn nghe thấy vậy thì câm nín toàn tập. Anh ta biết đối đầu với quân Liên Xô chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng chuyện đến nước này đâm lao đành phải theo lao. Vào lúc lính đánh thuê sắp phát hiện ra phi công đang trốn dưới mỏm đá, hai chiếc trực thăng Mi-8 MTSH của lực lượng phản ứng nhanh Nga đã kịp thời đến. Lúc này phi công thấy vậy vội vàng nhảy xuống dưới thoát thân. Lính đánh thuê phát hiện ra anh ta, ngay lập tức giương súng nã đạn về phía phi công. Thế nhưng phi công may mắn chỉ bị bắn vào chân, vết thương không nặng lắm. Ở phía bên kia, một chiếc trực thăng MiBa đã bị trúng đạn trực diện trong cuộc đọ súng vừa rồi. Phi công đành phải hạ cánh khẩn cấp dưới sự yểm hộ của một chiếc máy bay khác. Thế nhưng máy bay vừa hạ cánh đã bị kẻ khủng bố tấn công ác liệt. Thấy vậy, các thành viên trong nhóm lập tức nhảy khỏi máy bay và xả súng dữ dội vào bọn khủng bố. Xạ thủ súng máy không may bị bắn trong cuộc đọ súng ác liệt, sống chết chưa rõ. Đồng đội lập tức kéo anh ta lên một chiếc trực thăng MiBa khác làm nhiệm vụ yểm hộ để sơ tán. Lúc này, lực lượng đặc biệt SSO cũng đã bí mật lẻn vào hiện trường vụ tai nạn. Với sự giám sát máy bay không người lái, họ ngay lập tức tấn công bất ngờ và bắn chết những kẻ khủng bố. Cuối cùng, phi công được lực lượng đặc biệt Syria tìm thấy thành công và nhanh chóng sơ tán về điểm rút quân. Nhưng trên đường đi, đám lính đánh thuê chó săn cầm đầu vẫn chặn đánh. Chỉ một giây sau, tay bắn tỉa của SSO đã cho họ biết thế nào là lễ hội. Ngay khi một số lượng lớn lính đánh thuê và những kẻ khủng bố chuẩn bị trốn thoát, hai chiếc trực thăng vũ trang tầm ngắn K-52 đã đến kịp thời và bắn phá dữ dội bằng tên lửa. Khi lực lượng giải cứu đã đồng loạt rút khỏi chiến trường, sở chỉ huy chiến trường và ngay lập tức ra lệnh tấn công trả đũa vào các căn cứ khác nhau của khủng bố Syria. Bộ phim được cải biên từ sự kiện có thật. Mỗi một lượt xem của các bạn đã góp thêm những chén cơm cho team chị đẹp review phim chúng mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Nếu thấy hay, đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé!